Sài Gòn ngày nay có nhiều quán cà phê thời hiện đại, ví dụ như Starbucks, Coffee Highland, Basho, được giới trẻ đến vào buổi trưa hè để tránh cái nóng và có thể học bài tại những nơi này. Hôm nay, Nga cũng giống như các bạn trẻ đấy, cũng đến quán Basho để mà học bài. Khung cảnh bên trong quán có nhiều bộ bàn ghế riêng biệt hoặc là một cái bàn thật là lớn để cho các nhóm bạn có thể ngồi học bài tại nơi này hoặc là trò chuyện. Ở Basho cũng như các dạng loại hình cà phê thời hiện đại, một là mình mua, mình uống tại chỗ, hai là mình take away. Và đây là một trong những mô hình được giới trẻ đang ưa chuộng nhất. Alo, Nga nghe đây. Xin lỗi, đầu dây à? À, mày hả? Tao rảnh, có gì không? À, đang nhà thờ Đức Bà hả? Chi vậy mày? Ha, mày mời tao cà phê hả? Quán nào? Ở Coffee Highland phải không? Ồ, nhà sách, cái chỗ nhà sách ngay đường sách Nguyễn Bình phải không? Không. Cái gì? Cà phê bệt. Cà phê bệt là cà phê gì? Ồ, ok, vậy tao ra lúc 5 giờ chiều hả? Ok, vậy tao sẽ gặp mày ngay đó nha. Bye. Cà phê bệt là cà phê gì vậy ta? Cà phê bệt là gì? Bây giờ mình phải search trên internet thôi. Cà phê bệt là loại hình thưởng thức cà phê không cần bàn ghế, mà chỉ cần tìm chỗ ngồi hợp lý, thoáng mát và tầm quan sát rộng, ngồi bệt xuống đất và hưởng thức cà phê. Loại hình này khá phổ biến ở nhiều nước. Ồ, vậy mình thể đi ra đây thôi. Cũng sắp đến giờ rồi, mời bắt đầu đi. Ồ, lâu quá mình mới đi ra cái con đường này. Và bây giờ mình đang ở ngay khúc đường Lê Dũng đây. Nhà thờ Đức Bà đang trong giai đoạn sửa chữa. Chắc tầm khoảng cuối năm nay là xong thì mọi người sẽ đón mừng Noel ở tại nơi đây. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xuống phía dưới bên đường Hàn Huyên và bên hông của nhà thờ Đức Bà nha. Cuối cùng thì Nga cũng tới cái khu vực đường Hàn Huyên rồi. Người Sài Thành thì rất là vui. Hôm trước thì có mặt ở các quán xá sang trọng, ăn những cái bữa ăn có thể mất cả ngày lương, nhưng mà ngày hôm sau thì sẽ hưởng thức những cái ly cà phê ở góc chốc phố bình dân như thế này. Và bây giờ mình sẽ đến điểm hẹn với bạn. Đây là khu vực của bạn mình hẹn đây. Ồ, đây là khu vực cà phê bệt đây. Chẳng biết từ bao giờ cà phê bệt trở thành một trong những nét riêng của người Sài Gòn. Phong cách cà phê này cũng như tính cách của con người sống tại nơi đây không gò bó, không câu kệ, nhiệt tình và hòa đồng. Trong không gian thoáng mát và rất đổi bình yên, chỗ ngồi là những cái khoảng vỉa hè, lối đi dưới những tán cây xanh mát đầy tiếng chim kêu. Khu vực cà phê bệt này tổ chức rất là bài bản mọi người.
khi mà mọi người đến đây uống thì phải cẩn thận, vì chung quanh đây nó là một cái không gian mở nên mọi đồ đạc của mình vẫn chú ý. Du khách họ qua lại tấp nập, mình có điều kiện để mà mình ngắm nhìn cái nhịp độ của cái những ngày cuối tuần cũng như là buổi chiều tại khu vực này. Đến nơi đây vào ngày lễ hoặc là cuối tuần mới thấy được sức hút của cà phê đẹp với giới trẻ, đến lúc nào nhâm nhi trò chuyện cùng bạn bè, cùng nhau ngắm phố phường đông đúc, lấy bầu trời làm màn nhung, lấy khí trời làm quạt mát, đã trở thành thú vui quen thuộc của giới trẻ. Cà phê Bờ Tường Hàng Thuyên là nơi đông đúc, ngồi ở đây thì đa số là giới trẻ. Bên kia đối diện là quán dành cho giới văn phòng. Cà phê bệt không tốn kém, một ly cà phê tầm khoảng 20 ngàn, có thể là tạp xỉu hoặc là các anh chị có thể uống trà đào, trà chanh, nước ngọt. Bệt như công viên công cộng không tốn phí, ngồi bao lâu cũng không ai đuổi, nói to cũng không làm phiền đến ai cả. Chính sự bình dân độc đáo nhưng không kém phần lãng mạn của cà phê bệt là điều thu hút giới trẻ Sài Gòn. Khách ghé chân chỉ cần ngồi xuống là có người hỏi dùng gì và phục vụ đến tận nơi. Giá cả thì hết sức bình dân, có rất nhiều món mời mình. Bên cạnh những món như cà phê, nước còn có những cái món ăn, và đây là một trong những cái món mà đang được yêu thích, đó là bánh tráng nướng. Và cô đang làm một cái món bánh tráng nướng mà khách đang đặt. Ngoài bánh tráng nướng thì kế bên có cái quầy bán bánh tráng trộn. Và mọi người quan sát các cô ta đang trộn bánh tráng trộn. Trung bình thì cái bánh tráng trộn này cũng là một trong những cái món mà được nhiều giới trẻ yêu thích. Nhìn chung là khu vực cà phê bệt này, ngoài việc bán cà phê và nước còn có những cái món khác. Và đặc biệt cà phê thì những người này người ta pha từ trong nhà và người ta bưng ra. Từ buổi cà phê bệt biết bao câu chuyện tuổi trẻ ra đời, và nhiều kế hoạch và nhiều ý tưởng được hình thành. Giới trẻ sinh sống tại thành phố nhộn nhịp này, văn hóa cà phê bệt được hình thành. Sài Gòn là thế đấy, có vẻ ồn ào, xô bồ, nhưng bất kể ai đã tới nơi đây
đều tìm được một chút bình yên, thân thuộc, và rồi sẽ luôn dành cho nơi đây một tình cảm chẳng kém gì quê hương. Đơn giản thôi, từ một ly cà phê, vỉa hè. Và tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn tại nơi đây.